Xin chào mọi người, trong video này mình tìm thấy câu đố này. Và trong cái cờ này là cái cờ đẹp nhất mà mình từng thấy. Ở đây mọi người thấy là đen có chắc chắn có lợi thế bởi vì có hậu hơn hoàng hậu, hơn con tượng. Nhưng mà có hai con xe ở đây thôi, rồi đống tốt thông kia nữa. Thì mọi người chắc cũng sẽ nghĩ là đen sẽ thắng. Nhưng mà mọi người hãy nhìn kìa, quân của đen kẹt cứng trong bàn cờ. Quân của đen kẹt cứng trong góc là, nếu như mà đưa được con xe G qua vào hàng 8 thì có thể chơi vua D7, rồi ăn như thế, rồi ăn một con mã kia chưa hết. Nhưng mà làm mọi người nghĩ sao? Con tốt kia đã, con tốt đã bị chặn rồi. Nên bắt đầu với xe H1. Tượng E3 thì xe F1. Tượng F4 thì đương nhiên là xe F4 rồi, phong hậu thì xe G4. Nên là phải nước khác. Tượng G5 thì là xe G1. Còn nếu mà xe F1 thì tượng F4, xe F1. Thì tượng E3. Nên là cái nước này là sai 100% rồi. Nhưng mà nên chơi CD1 trước. Tượng E3, CF1, tượng C5. Và mọi người biết rồi đấy. 2, 1. Đương nhiên là lúc đầu phải nói là CF4 rồi. CF4 thì sẽ chưa hết ở đấy nên đen không ngăn. Thì tượng E3, C4, tượng G5, CG1. Lúc này là con tượng bị chặn, bị ghim. Nên là đen phải bắt buộc phải duy trì một trong cái tốt. Và A6, cái nước đi xuất sắc. Và mọi người tiếp tục coi đi, về tí nữa còn có 38 nước xuất sắc nữa. 38. Gần là tất cả các nước của con tượng là nước xuất sắc, gần tất cả nước của tốt là xuất sắc. Chung là đống xuất sắc luôn nè. Đó mọi người thấy đó, cả đống xanh lá cây á. Nên cứ tiếp tục thế này cho đến khi mà tốt của đen á hết tốt. Đen không còn đi cái gì nữa, nó phải đi con tượng ra rồi chia thành hàng 8. Mọi người cứ coi tiếp đi. Bây giờ là đen phong các con tốt cuối cùng, là tượng không làm được gì nên là tới hàng 8 vừa đợi bãi yếu. Và lúc này mọi người sẽ nghĩ xem, chẳng lẽ ăn? Nope. Ăn thì sẽ là hòa. Nên là phải cho con tượng đi, nên là sẽ E8. Tượng mà đi thì phong hậu chưa hết. Cái thế cờ này là không, mình không bao giờ nghĩ được luôn. Tất cả 38 nước đi xuất sắc của đen, còn trắng không có nước đi xuất sắc nào mà lại thắng. Mới nói, hy vọng mọi người thích video này, mọi người lên like, subscribe. Và mình